Có thể nói là mùa hè năm 2024 là một mùa hè cách mạng cho toàn bộ nền âm nhạc giải trí Việt Nam, khi mà lần đầu tiên các concert do người Việt tổ chức với toàn bộ line-up là nghệ sĩ Việt biểu diễn được khán giả Việt yêu thích đến vậy. Và cũng là cái lần đầu tiên mà một chương trình truyền hình được gọi là Premium Show được công chiếu và đón nhận tình cảm đặc biệt của người hâm mộ Việt Nam. Anh trai vượt ngàn chông gai, từ một cái tên được châm biếm hài hước chế meme trở thành một hiện tượng truyền thông, một cuộc cách mạng mới của ngành giải trí Việt Nam. Vậy thì điều gì đã làm nên sự thành công đỉnh nóc, kịch trần bay phấp phới của chương trình đến từ J1 đến vậy? Vì sao 33 anh tài đều là các nam nghệ sĩ ở độ tuổi có thể nói là bên kia của sự nghiệp nhưng nhận được nhiều tình cảm của các gai con đến thế? Thì hãy cùng Nhi Đồng Thổi Tài lạm bàn trong video ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu thì video này được tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin cũng như là thể hiện quan điểm cá nhân của Nhi Đồng Thổi Tài, nên là nếu các sếp thấy có thông tin gì cần đính chính thì hãy comment xuống bên dưới để chúng tôi được biết. Lên sóng chính thức vào 29 tháng 6 năm 2024, anh trai vượt ngàn chông gai là bản Việt hóa được tập đoàn giải trí J1 mua bản quyền từ Call Me By Fire của Mango TV tại Trung Quốc. J1 cũng là đơn vị đứng sau sự thành công của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1. Chính vì vậy, khi mà khởi động một mùa mới với sự xuất hiện của hơn 33 gương mặt anh tài, công ty đã nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Phải nói thật là lúc mà ekip tung ra cái tên chính thức của chương trình là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì Anh Trai Đạp Ngàn Chông Gai quá lờ màu, khá là hài. Mà đợt đấy cộng đồng mạng cũng lôi ra chế meme các kiểu, nhưng mà không ai ngờ format của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì cũng khá là dễ hiểu. Đại khái là tổng hợp 33 gương mặt nam nghệ sĩ hoạt động ở đa lĩnh vực, từ âm nhạc, thể thao, diễn xuất, văn hóa, hầu hết đều từ 30 tuổi trở lên. Thậm chí các anh như là Phan Đình Tùng, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt hay là Tuấn Hưng đã chạm ngõ 46-50 rồi. Trong suốt 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết của chương trình thì các anh tài sẽ thi đấu với nhau thông qua các tiết mục âm nhạc, và khán giả thông qua bình chọn sẽ là người quyết định đội hình gia tộc toàn năng được debut vào Trung Quốc. Đây cũng là một cái sáng tạo rất hay của ekip J1 khi mà rút kinh nghiệm từ mùa Chị Đẹp. Sau khi mà Hành Đoàn thì nhóm nhạc chiến thắng xong cũng không đưa vào hoạt động ổn định được, mà cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ netizen Việt Nam. Thì đấy, luật chơi đơn giản là như thế. Nhưng mà để sản xuất ra một cái mùa hè cách mạng với các anh tài thì không đơn giản một chút nào cả. Cái cụm từ Premium Show được CEO Vân Hạnh của J1 rất là tự hào khi mà nhắc đến chương trình. Dù đầu tư khủng để sản xuất ra một chương trình ở chất lượng premium cho khán giả Việt Nam, J1 đã rất thông minh và khôn khéo khi sử dụng chiến lược bản địa hóa cho toàn bộ chương trình, vì chỉ người Việt mới thực sự hiểu khán giả Việt Nam thích xem và muốn xem cái gì. Nếu mà các bạn để ý thì những gương mặt tham gia vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều là những tên tuổi đầu ngành production và âm thanh ánh sáng tại Việt Nam. Giám đốc âm nhạc Slim V, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, xong rồi là đến các giám đốc sân khấu, tổ đạo cụ ánh sáng, dance, make up, dàn khách mời hay chính là các anh tài thì 100% đều là Việt Nam. Nó sẽ mang đến một cái tinh thần tự hào khó diễn tả thành lời. Một chương trình được mua bản quyền, tuy được tổ chức và diễn biến theo format của người Trung nhưng mà được nội địa hóa, bản địa hóa hoàn toàn bởi người Việt. Đó là một trong những thành công bước đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, không mày móc lặp lại rồi đi vào ngõ cụt như các chương trình mua bản quyền trước đây. Văn hóa là bản chất, văn hóa là cội nguồn, văn hóa là dân tộc. Phân tích sâu hơn một chút thì cái yếu tố tiên quyết làm nên tinh thần của cả một mùa anh tài đó là nâng niu và trân trọng văn hóa, hồn cốt của người Việt. Sự sáng tạo của đội ngũ sản xuất là điều không thể bàn cãi khi mà họ vừa học hỏi được những tinh hoa từ nước bạn, nhưng mà cũng đủ linh động và khéo léo để nội địa hóa thành một version Việt Nam. Để rồi thứ mà các anh tài và đội ngũ sản xuất gửi đến khán giả không chỉ dừng lại ở những tiết mục hay, đặc sắc mà còn là cái niềm tự hào dân tộc. Chúng ta tự hào vì có một nền văn hóa, văn hiến và lịch sử phát triển văn học nghệ thuật lâu đời, từ dân gian cho đến những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, âm hưởng thời đại, luôn hừng hực khí thế và tinh thần của một dân tộc anh hùng. Khi mà đã hiểu rõ và nắm trong tay các yếu tố truyền thống thì ekip Chông Gai hoàn toàn có thể tự tin scale up tệp đối tượng xem show của mình lên, đặt lên bàn cân so sánh với đối thủ Anh Trai Say Hi lên sóng cùng thời điểm, hướng đến đối tượng khán giả trẻ này, các thế hệ Z, Alpha, thì có vẻ như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai kêu gọi được một tệp fan đa dạng hơn, có cả người trẻ lẫn trung niên, cả khán giả truyền thống lẫn hiện đại. Nhưng mà đây thì cũng là một cái bất lợi, tại vì là ở những tập đầu tiên thì chiến lược bản địa hóa không được thể hiện quá mạnh mẽ, dẫn đến việc chưa thu hút được đúng lượng khán giả như kỳ vọng của ekip. Nhưng mà càng về các công diễn sau thì sự áp đảo là một điều có thể thấy rõ rệt. Phải khẳng định là với một đội ngũ khủng khiếp bao gồm các giám đốc âm nhạc Slim V, Tuliver và nhiều producer tên tuổi thì họ hoàn toàn có thể viết ra những tác phẩm mới chắc chắn cũng sẽ rất hay, rất catchy. Nhưng mà đội ngũ sản xuất lại chọn phối lại những ca khúc đã nằm lòng với các thế hệ người Việt thì chúng tôi đánh giá đây là một lựa chọn mang tính chiến lược, bởi vì ekip đã khai thác xu hướng nostalgia, tức là hoài niệm về những yếu
yếu tố xưa cũ, gợi nhắc về những giai điệu đã từng được nghe qua, cộng với những gương mặt đã quen với nhiều thế hệ, và đặc biệt là với những sản phẩm đã được thị trường chứng nhận và có tuổi đời lâu dài thì lại càng dễ tạo sức ảnh hưởng hơn nữa. Gặp lại một điều hoài niệm quen thuộc sẽ luôn cảm xúc và dễ dàng hơn tiếp cận những điều hoàn toàn mới. Đây vừa là một chiến lược marketing hiệu quả, cũng đồng thời là chất liệu chính để ekip khai thác triệt để. Hay đến phần quan trọng là âm nhạc cũng đều được lồng ghép các giá trị truyền thống. Chỉ có tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì lần đầu tiên một giai điệu dân gian không hoàn chỉnh như là Trống Cơm cùng với những đàn bầu cờ ngũ sắc được nhà sao sáng bao gồm nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Robin Hoàng Sơn, Cường Seven biến thành một cơn sốt với khán giả Việt Nam. Rồi sau đấy thì mashup Áo Mùa Đông trở về của nhà Xương Rồng để lại nhiều xúc động khi mà đã tôn vinh hình tượng những người chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Kéo theo đó là hiệu ứng truyền thông phủ khắp trên các mạng xã hội khi mà các influencer ra sức sáng tạo nội dung về lòng yêu nước, về văn hóa dân tộc trên nền nhạc của các ca khúc. Cuốn hút sáng tạo ngay từ công diễn 1 không chỉ mở màn thành công cho chương trình mà còn đặt nền móng cho những tiết mục ở các công diễn tiếp theo, lan tỏa đến cộng đồng, làm sống lại các giá trị truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi nhận định là thành công về mặt truyền thông của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là tính nhất quán về mặt thông điệp. Họ không hời hợt khi mà tìm hiểu và thử nghiệm, nên là những màn trình diễn của các anh tài đều được đánh giá cao cả về tính hàn lâm lẫn giải trí. Có thể nói là làm hài lòng được đa số khán giả. Cái tính nhất quán về thông điệp còn được thể hiện ở việc là họ theo đuổi một lộ trình rõ ràng, từ chiến lược bản địa hóa ekip 100% người Việt đến việc trân trọng nâng niu văn hóa, không phải vay mượn, thêm thắt mà từng chi tiết đều thuộc về Việt Nam, thì nó sẽ bao trùm với một tinh thần tự hào dân tộc. Trong podcast Hivership với Thùy Minh thì CEO Vân Hạnh từng nói là hành trình Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ là của các anh tài mà còn là của tất cả ekip sản xuất, biên tập, từng vị trí xuất hiện trong chương trình. So với chương trình bên Trung Quốc thì chi phí sản xuất một tập của J1 chỉ bằng 1/10, tuy nhiên thì lại có chất lượng tương đương và hiệu ứng truyền thông thậm chí còn đỉnh hơn. Có lẽ là cái việc sử dụng hết mình lợi thế sân nhà, lựa chọn đầu tư cho những giá trị cần thiết đã giúp đội sản xuất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Ở trên thì tôi đã nhắc đến những tiết mục nổi bật trong công diễn 1, nhưng mà những gì chương trình này có thì còn nhiều hơn thế. Ví dụ như là tại công diễn 4 thì tiết mục Mưa Trên Phố Huế của nhà Chín Muồi kết hợp với những nghệ thuật truyền thống như là múa chén, nhã nhạc cung đình Huế hay là đào liễu của nhà trẻ với sự kết hợp của nghệ thuật hát chèo. Ngoài các bài hát dân gian thì ekip cũng khéo léo lồng ghép những ca khúc hit gắn liền với tuổi thơ và thanh xuân thế hệ 8X, 9X như là Dẫu Có Lỗi Lầm, Đường Xa Ướt Mưa hay là Cao Gót, không chỉ gợi nhớ cho khán giả về một thời kỳ vàng son của âm nhạc Việt Nam mà còn tạo nên cầu nối giữa các thế hệ, từ đó lại thu hút được nhiều tầng lớp khán giả hơn. Còn mang hơi thở thời đại hơn thì các anh tài cũng không thiếu với loạt tiết mục như là mashup Một Lần Rạng Rỡ, Đi Qua Cầu Vồng, Chợt Nghe Bước Em Về, Những Kẻ Mộng Mơ, Khiến Nó Ngầu hay là nhiều tác phẩm khác. Lắng đọng nhất thì phải kể đến công diễn chung kết, hai bài hát mà chúng tôi thực sự phải nghe đi nghe lại nhiều lần là Mẹ Yêu Con và Dòng Thời Gian. Nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng là việc kết hợp giữa âm nhạc hoài niệm và hiện đại đã chứng minh hiệu quả, khiến chương trình trở nên đa chiều và gần gũi với những khán giả trẻ lẫn những người đã trưởng thành. Chúng tôi đã dành thời lượng lớn trong video để tôn vinh nhà sản xuất và các vị trí offstage, nhưng mà cũng không thể bỏ qua yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1, đó chính là 33 anh tài, các nghệ sĩ chính của show. Thay vì chỉ dựa vào những tên tuổi nổi tiếng từ một thế hệ hoặc là một ngành nghệ thuật duy nhất, thì chương trình đã sáng tạo bằng cách kết nối các anh tài ở nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực khác nhau. Nổi bật nhất là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, danh thủ Hồng Sơn, hoàng tử ballad Sobin, đạo diễn Nico Lê hay là nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Cái sự pha trộn này không chỉ tạo ra sức hút đặc biệt mà còn mang lại sự phong phú về nội dung, tạo nên một bức tranh đa dạng về cả âm nhạc, diễn xuất lẫn cả tính cách nghệ sĩ. Cũng không phải ai cũng ao trình, nhưng các nghệ sĩ được học hành tử tế như là Sobin, Bùi Công Nam hay là nghệ sĩ nhân dân Tự Long, có những anh tài lần đầu xuất hiện trên sân khấu, họ có thể hát chưa hay, trình diễn chưa tốt, nhưng mà như tiêu đề của chương trình, họ đã cùng với các anh em của mình vượt ngàn chông gai để xuất hiện cuối cùng trong gia tộc toàn năng. Lướt qua một vài bình luận của các gai con trong mùa hè năm 2024 này thì các anh tài đã truyền cảm hứng cho họ rất nhiều, thay vì là chỉ một chương trình giải trí đơn thuần. Và có một cái điểm thú vị nữa cần phải nhắc đến khi mà nói về Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đó là việc nó có một cái kết đẹp, một kết quả chung cuộc làm hài lòng tất cả từ người hâm mộ đến nghệ sĩ. Và nếu mà để ý kỹ hơn nữa thì trong suốt các tập công chiếu, spotlight được chia đều cho các anh, không ai được lựa chọn để ưu ái hơn. Ngay cả việc loại đi một ai đó cũng dựa trên sự tự nguyện rời đi của một anh tài. Bởi vì tuy đã nỗ lực hết mình nhưng mà để anh em được bước lên thì họ sẵn sàng nhường lại vì thành công chung. Tính cạnh tranh thì vẫn có và các anh tài thì cũng hơn thua nhau ở điểm hỏa lực rất gắt gao. Nhưng mà vì đều là những người trưởng thành nên họ đều giải quyết mâu thuẫn theo cách là ngồi lại dàn xếp. Tất cả vì một premium show toàn diện.
Ngoài những yếu tố nội tại kể trên thì sự tham gia của khán giả cũng là một trong những điều kiện giúp anh trai vật ngàn trong gai đạt được thành công ngoài mong đợi. Các video behind the scenes hay là các special moment nổi bật của mỗi tập phát sóng đều là những yếu tố cần phải có trong các chương trình, đặc biệt là các chương trình truyền hình thực tế. Đội ngũ sản xuất đã tận dụng tối đa danh tiếng, tài năng và câu chuyện cá nhân của mỗi nghệ sĩ để tạo nên những nội dung đa dạng, độc đáo, mang lại sức hút lớn cho chương trình. Điều này thì không chỉ tạo ra một chương trình giải trí đơn thuần mà còn biến nó thành một nền tảng tương tác liên tục với khán giả, từ những tập phát sóng chính thức đến các nội dung hậu trường và tương tác trên mạng xã hội. Đối với anh trai vượt ngàn chông gai thì nhà sản xuất J1 đã không chỉ dừng lại ở các video behind the scene thông thường mà còn phát triển thêm nhiều nội dung sáng tạo khác nhằm khơi dậy sự tò mò và hứng thú của người xem. Ví dụ như là các tập house tour anh tài, nơi mà khán giả có thể khám phá không gian sống của các nghệ sĩ, hay là những video phỏng vấn thân mật trong hậu phương anh tài, mang đến cái nhìn sâu sắc về hậu trường và những người thân, gia đình hỗ trợ phía sau, cũng là cơ hội để cộng đồng người hâm mộ của các anh tài thỏa sức sáng tạo và đóng góp không nhỏ vào việc tạo nên sự phổ biến của chương trình. Các fan thường xuyên sáng tạo nội dung liên quan như là video phân tích này, phản ứng này, hoặc là tạo ra các video hài hước, làm cho chương trình trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa mạng xã hội. Điển hình như là sau mỗi tập phát sóng thì các video clip cắt từ những phân cảnh nổi bật của các anh tài ngay lập tức xuất hiện trên các nền tảng như là TikTok, Facebook và YouTube. Điều này đã tạo nên một chuỗi nội dung liên hoàn giúp khán giả không chỉ nhớ đến chương trình qua các tập phát sóng chính mà còn liên tục theo dõi các nội dung phụ trên mạng xã hội. Khả năng tạo dựng một không gian cộng đồng mạnh mẽ như vậy là yếu tố quan trọng để chương trình duy trì sức nóng và thu hút người xem qua từng tập. Trong cái thời gian gần đây thì truyền hình thực tế tại Việt Nam đang có sự thay đổi mạnh mẽ khi mà cộng đồng người hâm mộ không chỉ đóng vai trò là người xem mà còn là nhà sáng tạo nội dung. Với các chương trình như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, chiến lược truyền thông không chỉ phụ thuộc vào nhà sản xuất mà còn dựa vào sự tham gia của khán giả để xây dựng nên một hệ sinh thái nội dung phong phú. Và đây thực sự là xu hướng trong ngành công nghiệp giải trí, nơi mà sự tương tác và phản hồi từ người hâm mộ ngày càng quan trọng và trở thành một phần không thể thiếu trong việc quảng bá chương trình. Với cái sự đầu tư nghiêm túc về mặt sản xuất nội dung, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đạt được một sự kết hợp hoàn hảo giữa tư duy toàn cầu và hành động địa phương, không chỉ giữ nguyên tinh thần của chương trình gốc mà còn mang đến những sự sáng tạo riêng biệt mang đậm dấu ấn của Việt Nam. Sự thành công không chỉ minh chứng cho năng lực sáng tạo và tổ chức của đội ngũ sản xuất Việt mà còn mở ra những cơ hội mới cho việc tiếp nhận và phát triển các format chương trình quốc tế tại thị trường Việt Nam. Rất mong là trong tương lai thì sẽ có nhiều premium show như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được ra đời và tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ như thế này. Đến đây thì số Nhi Đồng Quan Điểm cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các sếp đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe. Và nếu các sếp muốn cập nhật những tin tức mới nhất về âm nhạc thì hãy theo dõi fanpage Nhi Đồng Thối Tai và vào group của Nhi Đồng Thối Tai để bàn luận về âm nhạc, share nhạc hoặc chỉ đơn giản là tìm người nghe nhạc cùng gu với mình. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.